Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay rảnh rỗi ở nhà vì lý do là trốn dịch mấy bạn. Thì có dịp mình nhìn lại cái bồn hoa của nhà mình. Bồn hoa này nằm trước cổng nhà mình mấy bạn. Nhớ lại là mình có cái cây đinh lăng lá kim. Hôm trước mình cắm ở đây, nó nằm ở dưới gốc cây đinh lăng lá lớn. Trông rất ngột ngạt mấy bạn. Bây giờ mình tiến hành mình đưa ra vào cái chậu mình chơi mini các bạn. Đây nó, đây nó đang nằm đây, nhìn rất là ngột ngạt. Cây này thì nó đã có sẵn cái dáng như là mẫu tử mấy bạn, nó một thân lớn thân nhỏ. Tí xíu nữa mình sẽ chơi theo cái dáng này luôn, mình sẽ tạo theo cái dáng này luôn ha. Giờ mình bấm nó, mình lấy cả bầu đất luôn ha, bấm chung quanh đây, mình lấy cả bầu đất luôn cho nó dễ sống. Cái này thì hôm trước mình xin cái nhánh nhỏ của người bạn về mình trồng trồng ở đây cũng được khá lâu rồi, nay nó bén và nó đã lên như vậy. Cái này dễ trồng lắm mấy bạn, đó chỉ cần một cái nhánh bằng cái đầu đũa mình cắm xuống đất là nó lên, rất là dễ trồng. Lá nhỏ thì nó rất dễ thương. Đinh lăng còn có thể mình sử dụng cái lá đó mình ăn gỏi mấy bạn. Cái này lá lớn này, lá lớn này đó, mấy cái lá này ăn gỏi ngon lắm. Đây là trước nhà mình mấy bạn. Kế bên này có cây phát tài. Em nằm chỗ này thấy ngột ngạt quá. Bữa nay mình thấy để vậy không có đành, cho nó ra một cái chậu riêng chơi mini, chơi cái bonsai mini, cái cây lăng này. Rồi, mình đã bấn được lên rồi. Mình tưởng khó bấn chứ té ra nó cũng rễ nó cũng mềm mấy bạn ơi. Xong rồi mình chờ mình chuẩn bị mình cho nó vô chậu sau ha. Giờ mình đi chuẩn bị cái chậu với lại cát trồng ha. Còn ở đây thì mình chuẩn bị cát xây mấy bạn. Cát xây nhằm mục đích cho nó rút nước. Mình trộn với đất trồng dinh dưỡng. Đó, cát xây cho nó có độ rút nước tốt, khỏi ẩm và nó khỏi thúi rồi đó. Mình trộn cát xây, trộn đều lên để cho nó vào, rồi mình đặt cái cây vô là nó... đó. Ở đây mình cũng đã chuẩn bị cái chậu rất đẹp đó. Cái chậu này mà em mà là vô đây em ngự trị vô trong cái chậu này thì đẹp lắm, cùng với một số đá. Số đá này thường thường mình bỏ trên mặt, bây giờ mình cho xuống đáy để cho nó rút nước. Cho nó thông thoáng cái đáy, cộng với cát xây nữa là bảo đảm không bị ẩm nước. Rồi bây giờ mình tiến hành mình cho cái cây vào ha. Đó, và mình chuẩn bị mình tạo dáng cho nó luôn, cắt tỉa và uốn cành cho nó luôn. Cái cây này thì nó đã có sẵn một cái dáng mấy bạn, một thân lớn một thân nhỏ, mình có thể mình tạo theo cái dáng mẫu tử rất là dễ. Thì cái này thì mình cũng chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm cho những ai mới tập chơi mấy bạn, cùng với mình trao đổi học hỏi lẫn nhau. Cho những ai đam mê cây bonsai cây cảnh cũng làm với mình cho vui ha mấy bạn ha. Đó, bây giờ mình đưa vào mình tạo dáng nó luôn. Đây, dáng em đó đây. Đó, giờ mình cắt tỉa mình bỏ bớt. Giờ nó có nhìn nó cũng hơi cao lèo khều mấy bạn. Cắt tỉa gọn gàng bớt rồi mình tiến hành vô nhôm mình tạo
cho nó ra một cái dáng. Đây là hình thành cái dáng màu tự mấy bạn. Rõ ràng không? Mấy bạn nhìn rõ ràng không? Một cây lớn, cây nhỏ. Một thân lớn, thân nhỏ. Cùng sống trong một cái gốc. Mình có thể mình tạo cho nó là mẫu tự, dáng theo cái dáng mẫu tự. Mẹ con mấy bạn. Đó. Nhưng mà để nguyên vậy nhìn nó cao leo nghêu mấy bạn. Nhìn nó yếu ớt lắm mấy bạn. Có thể mình cắt cho nó thấp lại bớt, lùn xuống bớt cho nó có vẻ cứng cáp hơn. Đừng có tiếc nhánh mấy bạn. Cứ cắt thoải mái cho nó thấp lại bớt. Đó, rồi cắt luôn cái nhánh trên này. Đó, rồi bắt đầu mình từ từ mình sẽ vô nhôm mà mình tạo dáng cho nó ha mấy bạn ha. Đó không, trông nó bậm bạp dễ thương hơn không? Đó, nhìn nó gom hơn hơn. Đó, mấy bạn thấy không? Giờ nó đã ra dáng cụ thể không? Nhưng mà để vậy thì nó hơi bị đơ mấy bạn. Đó, nó đơ cho nên mình cần phải vô nhôm mình lắc nhẹ cho nó uyển chuyển. Đó. Đó, mình tiến hành mình vô nhôm mấy bạn. Với cái thế này thì mình để nguyên một cọng nhôm mình. Đó, một bên lớn, bên dài, bên ngắn. Dài thì mình đi cho cái thân dài. Nên mình chạy theo thân dài. À, một bên nhôm ngắn thì mình chừa lại một chút xíu nữa mình ôm theo cái thân nhỏ. À, mình cứ uống theo chiều kim đồng hồ mấy bạn, từ từ vừa tay, đừng có mạnh tay quá nó sẽ trầy cái lớp vỏ đó, làm yếu cây. Cái này thì mình tự học hỏi mà tự làm mấy bạn. Ai biết rồi thì bỏ qua cho mình, còn ai chưa biết thì có thể làm theo. Này mình làm chủ yếu là cho những ai mới tập chơi mấy bạn. Đó, mình cũng ôm theo cái chiều kim đồng hồ mấy bạn. À, vậy tiến hành mình lắc sờ cho nó có cái độ cong nhẹ, nhìn nó sẽ tự nhiên hơn và nó sẽ uyển chuyển hơn, đẹp hơn. Mấy bạn cũng nhớ là khi mình uống thì mình cũng lắc cái cổ tay theo cái chiều kim đồng hồ mấy bạn. Vì lúc đầu mình đi nhôm theo cái chiều nào thì mình lắc cổ tay theo chiều đó mấy bạn, để cho cái nhôm nó ôm sát nhẹ vào trong cái thân, nó dễ dàng cong theo cái ý của mình muốn uống mấy bạn. Giờ mình cắt tỉa sơ sơ ha, cho nó gọn gàng. À, nó sẽ thành một tác phẩm mini mình chơi. Cây đinh lăng, lá kim mình bỏ trên bàn mình ngắm ha. Bàn làm việc rất là dễ thương, thể hiện tình mẫu tử rất đẹp. Mình cắt sơ sơ lại là nó gọn gàng đẹp đẽ. Đó, dễ thương không? À, và ở đây mình cũng có chuẩn bị sẵn hai mẹ con Linh Dương hay là con dê, con hưu nai vậy đây. Cái này mình không biết con gì, nhưng cái này cũng thể hiện lên cái tình mẫu tử hợp với cái tác phẩm của mình. Đó, mình đặt vào đây thấy hợp lý không? Rất dễ thương. Rồi mấy bạn thấy hay, mấy bạn nhấn like, nhấn chia sẻ kênh và đăng ký kênh của mình để mình có động lực phát triển. Chúc sức khỏe tất cả mọi người. Bye bye mọi người nha.